Được đại diện địa phương và giám đốc doanh nghiệp mời lên đi xe ô tô, nhưng nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ chối do trước đó đã được các cán bộ tại xã chở bằng xe máy. Ông tiếp tục ngồi lên xe máy để đi tới điểm trao quà cho các em học sinh nhân dịp năm học mới. Trong ngày 17 tháng 8 năm 2019, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi kiểm tra 9 cây cầu tại các xã An Ninh Tây, Hữu Thạnh, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Tây và Hòa Khánh Nam thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là 9 trong số 16 cây cầu và một cống thông nước với tổng kinh phí khoảng 16,5 tỷ đồng do nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động xây dựng. Trong đó, công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà HTTC ủng hộ 6 cây cầu và một cống thông nước với kinh phí khoảng 6,5 tỷ đồng. Do đường vào các điểm xây dựng và cầu đều là đường ruộng nhỏ hẹp, vì vậy các cán bộ địa phương phải bố trí đội xe máy để chở nguyên chủ tịch nước và đại diện các doanh nghiệp hỗ trợ. Có những đoạn khó đi, ông cũng xuống đi bộ và nhường cho các xe máy đi trước, sau đó mới tiếp tục di chuyển. Cũng là hơi rung tại lần đầu tiên chở bác đi tham quan công trình giao thông của địa phương mình. Mình nước cũng có hỏi thăm hoàn cảnh gia đình rồi ở địa phương mình, xã mình có thể làm ăn rồi, mô hình làm ăn rồi. Dự kiến các cây cầu và cống thông nước được ủng hộ xây dựng đợt này sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2019. Nghe nói ông Tư Sang đầu thời tư phải không? Vậy thì cũng cảm ơn ông cho sớm liền có cây cầu đi cho dễ dãi hơn, thông thường hơn. Bên cạnh kiểm tra các điểm cầu, nguyên chủ tịch nước cũng gặp gỡ và trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 50 phần quà gồm 50 chiếc xe đạp và đồ dùng học tập với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng do công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà HDTC ủng hộ thông qua chương trình Nâng bước em tới trường đã được trao tặng để động viên các em học sinh trước thềm năm học mới 2019-2020.